Mua lạc về ăn đi mọi người nhá, ngon lắm. Chị gái bán lạc rất là xinh xắn, bán bánh rất là vui tính. Bánh rán rồi bánh khoai. Bên đây là những cái quầy bánh rán nhá mọi người ơi. Mọi người đi chợ thì hay thường là mua bánh rán, bánh cuốn. Mình sẽ đi hết cái dây chợ trong tí nữa, tí nữa mình mới quay lại để chi tiết từng mặt hàng một cho mọi người xem. Anh thôi nhỉ? Anh chưa chờ. Đôi bạn đồng hành, cái mũ cũng rất giống nhau, mỗi tội áo không giống nhau đấy. À to. Ngon không? Nó ngọt. Ngọt à? Nó ịn đi. Ngọt lắm. Nghe cái từ. Chào tất cả mọi người, quay trở lại với kênh Hoàng Đức TV của mình nhé. Hiện tại mình đang có mặt tại chợ phiên Mường Sại nhé mọi người. Chợ này thì sẽ được họp vào 5 ngày một phiên. Và hôm nay thì ngày chủ nhật, chúng ta sẽ đến từ ngày hôm nay đi thì cứ 5 ngày một phiên, mình cũng không biết như thế nào nữa. Thì cái này thì họ sẽ tính theo ngày âm nhé mọi người nhé. Có nghĩa lịch của người Thái ấy thì họ mới đếm được, chứ còn mình thì mình cứ đếm 5 ngày một phiên thôi. Thì mời tất cả mọi người hãy theo chân mình đi vào phía bên trong chợ để khám phá xem chợ ở đây có những gì nhé mọi người nhé. Rồi chúng ta cùng nhau đi thôi. Đây nhé mọi người nhé, hiện tại mình đang đứng ở đây là chỗ ngã ba chợ. Ở đây là sẽ gửi xe, chỗ để xe. Còn chợ thì sẽ ở phía trên kia nhé mọi người nhé. Có một cái ngã ba ở đây. Phía bên đằng này là đi ra bến phà 5S, là cái đường mà mình đi vào đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào bên trên này để đi chợ. Hôm nay đi vào đây thì hiện tại mình đang có mặt ở đây là 6:30 thôi mọi người. Thì thấy một số bà con thì cũng đã đi chợ về rồi. Và nếu mà để mà chuẩn chỉnh hơn thì mình phải có mặt ở đây vào lúc 6 giờ thì sẽ tấp nập hơn nhé mọi người, tất cả mặt hàng nó cũng sẽ đầy đủ hơn. Bây giờ thấy mình thấy bà con đã có những người họ kiểu như là họ thương lái, họ đã mua hàng đi về hầu như là gần đến nhà. Những thương lái thì họ sẽ ra đây họ mua tổng hợp hết xong rồi sẽ mang đi về huyện nhà máy. Nhớ mọi người nhé, mình sẽ đi hết cái dây chợ trong tí nữa.
nữa mình mới quay lại để chi tiết từng mặt hàng một cho mọi người xem. Chợ hôm nay khá là đông. Ở phía bên trong này sẽ là chợ quần áo. Khá là nhiều hàng hóa nhé mọi người. Đây mình sẽ đi hết được này. Xong tí nữa mình sẽ ngoảnh quay lại. Và bây giờ thì cũng đã hết rồi nhé. Đến một cái đến đoạn này là hết rồi này. Đây thấy bà con bán rất là nhiều măng với cả lạc rồi những hoa quả rừng nông sản ở trong này khá là nhiều. Rau da rừng quả này ăn chua chua ngọt ngọt. Ở trong này nhiều măng lắm mọi người, măng này măng đắng luôn. Sống quay vào xuống đấy. Rất là nhiều các loại mặt hàng rau sạch, nhiều lắm mọi người. Ô mùi xăng. Đây nhé mọi người, ở hiện tại mình đang đứng ở chỗ này thì chúng ta có thể quan sát được cả cái chợ luôn. Thì chợ thì sẽ được họp theo dọc đường, bà con cũng đang trao đổi với nhau. Còn ở phía bên đằng trong này thì sẽ là chỗ để các thương lái bày bán quần áo.
quê đây nhé mọi người nhé, à, sông nước vùng quê đây. Cá này cái bà khai bà quá à. Khai bà ủa bà chơi ấy cá này mọi người mới mới chỉ là trai mà chúng em mới ế nà cái nồi phải đâu à giờ hết rồi quá à. Nhớ mọi người cái này cá sông Đà nhé. Cá sông Đà theo như mình quan sát thì có hai loại cá. Con này là con cá ngáo quá nhỉ cô nhỉ. Con ngáo luôn đi. Thấy là mình chưa tắt cái cổ nó rồi làm chuyện nó chưa ăn. Xin ăn chú ý cả. Ừ, con thấy là em. Con này. À, bắn bấy vô nó chế cơ bấy. À bên này là cái quầy bánh rán nhé mọi người ơi. Mọi người đi chợ thì hay thường là mua bánh rán, bánh cuốn để về đón trẻ con cũng như là người nhà để ăn sáng với nhau. Ở phía dưới này là rất là nhiều rau củ quả. Lúc nãy mình đã đi lướt qua đây rồi, bây giờ thì mình sẽ đi chi tiết hơn cho mọi người xem rõ được ở đây có những mặt hàng gì nhé mọi người nhé. Bây giờ cũng gần tan chợ rồi ấy. Hàng hóa cũng như người tham gia họp chợ sẽ bán dần. Đây sẽ là chợ cá nhé mọi người. Đây là những đặc sản cá sông Đà. Khá là nhiều. Mua cá đi. Mua cá đi. Vừa quay vừa mua cá đi. Có cả cá, có cả người ạ. Quay bà bán cá đây. Đặc sản vùng quê tuy nhìn rất là đơn giản và giản dị nhưng mà nó rất là trong sạch, ngon. Các mọi người nhé. Tính mua cái quần. Bước thì các cô vừa đấy rồi. Đi chơi mấy chú này mà.
hai bữa em bắt xe chạy bắt xe tù nó như vượt rồi nên vượt cũng cao cũng thua hay thua nó bắt tôm hả con bốn mà đấy hai anh đi tháp báo đó người đẹp thế lợn bản à? Ra lên vòng hoàng đấy. Lợn bản thì nó phải mớ dày nữa. Đây mọi người chuẩn bị mua lạc với chị đã chạy mất rồi. Hái nữa đi. Ăn khai to đi ăn đi bắt ăn khai cân sắp ăn. Khai nhân xong ăn đi được quá. Hả bắt xong ăn sẽ cái này. Nói sư tôi mối ấy. Chín được con đó. Nó chẹt được kẹo đấy. Chẹp đi. Nó chẹt đấy. Sa đàn à? Sa đàn. Đã phải chép cái chéo đâu mà đi ra chín được đi. Chứ phải. Khai đó con à? Nước kể nó con. Khai cái, bị khai cái. Đi vào đấy con. Chín hà, em sống con nghe nè. Mấy sáng xa đàn ấy. Nhớ đâu. Khai xíu hà ra, nên còn to rồi. Gì đó. Mết. Lan áo sẽ đâu. Hả? Mua lạc với anh ấy mời nhá, ngon lắm. Chị gái bán lạc cũng rất là xinh xắn luôn nhé. Ngon rồi. Năm nghìn một túi. Rất là mạnh. Năm nghìn một túi. Năm nghìn một túi luôn. 15.000 được hàng hóa cũng rất được. Siêu to khổng lồ. Ô đồ chết rồi, không đủ tiền chị ấy. Chợ sau em giả được không? Càng vài nè. Tí nữa là không được ăn lạc. Tí nữa hết. May quá vẫn được. Bây giờ ba thằng, ba túng mỗi thằng. Chuẩn bị mua bánh ăn. Sẽ cân à. Một xin xin mua bánh thôi bài. Chú bầu. Rất là ngon. Ba bán bao nhiêu tiền một cái đấy bà? 1.000 một cái. 1.000 một cái à? Ừ. 2.000 ba cái được không? 2.000 ba cái cũng được. 2.000 ba cái à? Em là giúp bà thôi à? Hỏi bà, không giúp bà thì có mà. Bà thì phải giúp bà. Thì... Bà cứ dán nhiều vào đi. Chuẩn bị hết bánh rồi. Còn bột đấy cháu ạ. Còn á? Còn nhiều mà. Bột thì còn ăn lên. Cái sự đường mà sao cân cân ăn hai, cân đảm cái cứ cứng. Chị bán bánh rất là vui tính. Bánh rán rồi bánh khoai. Đi mua bánh được ăn thử luôn. Cái này cho thử đấy. Cán bộ ăn thử đi. Ăn đi em, ăn đi. Ăn thử luôn à? Hay là ôi anh đẹp trai này, không ăn là ăn thử đi. Không ngon là tí nữa, tí nữa ăn, tí nữa ăn. Không ngon không cần trả tiền. À đây này mọi người. Hai anh em đi. Đi chợ xong hết này. Giờ nó vẫn kiểm đang mải mê ăn này. Đấy. Đây cho mọi người nhá. Lạc của ăn 3 túng lạc à. Lạc này bánh rán này. 15.000 bánh rán. 15.000 bánh rán, 15.000 lạc. 15 cái nào nhỉ? 10.000 bánh rán hay 15.000 bánh rán? 15. Anh cũng có 15, lạc cũng 15.000 à? Ừ, cái nào cũng 15 hết. À, nhưng mà bánh rán thì được ăn thử hai cái rồi. À, bánh rán ăn thử hai cái rồi nhá. Ừ. Được nói chung. Thôi đi về thôi. Đi về. Bây giờ được ăn thì đồng chí này cười tươi lắm, không mọi quay khi mặt xị ra. Đi về. Đôi bạn đồng hành, cái mũ cũng rất giống nhau, mỗi tội áo không giống nhau đấy. Quần áo cũng mặc đôi luôn đấy. Ừ. Có khi nào mặc quần ấy chung nhau không đấy? À? Có khi là có thật đấy. Anh ạ. Thân từ nhỏ mà, quen nhau từ 2 tuổi đấy, từ khi biết ấy. À thế à, từ khi biết ấy đấy á? Từ khi biết ấy là vẫn chơi với nhau phải không? Ừ. Thế là bạn thân nhé. Chị em đấy. À chị em á? Ừ, không phải bạn. Chị em ruột à hay như thế nào? Chị em họ. À chị em họ à? Chơi với nhau. Chị em vừa là bạn thân. À thế có cạnh nhà nhau không? Có. Thế nhà ở đâu đấy? Thế là ra ngoài này bán à? Vừa đi chợ về đấy. Thế á? Chợ nào đấy? Chợ gặp các anh ở
À thế á? À bán dứa, ngồi bán dứa. À đúng rồi, nhớ rồi. Cái đấy một mình cứ xấu hổ lắm. Xấu hổ á? Cứ ngồi ngơ ngác như nai ấy nhỉ. À ngồi đeo khẩu trang dưới cổng đấy gì? Điều luyện chưa? Ô, người ta mua dứa cho là đeo hết khẩu trang vào thế này thì chết. Trời ơi, ai biết nữa đâu trời. Còn đội mũ kín hết thế này thì chết. Mũ còn giống nhau nữa chứ. Nó đang dịch ấy. Không bỏ ra được. Yên tâm đi, có bệnh thì tiêm vaccine luôn à. Về bảo chồng tiêm cho là hết dịch ngay. Mọi người, bây giờ bạn Lò Văn Kiểm đã đi vào. Sau khi gọt xong thì đi vào phía bên trong được hai em mời ngồi ăn đàng hoàng nha. Ồ thì ra đây ăn cùng luôn rồi. Ăn nhiều rồi. Đây nha mọi người nha. Úi giời miếng dứa. Cái này phải gọt đi chắc không ăn được đâu đúng không? Ăn được mà. Ăn được đấy. Ừ. Sợ nó ngứa cổ ấy. Không, có người quen thì không sao đấy. Thử nhá. Thử đi. Ăn thật luôn. Ăn thật nhá. Không thử nữa nhá. Ăn đi. Này cắn ngập mồm. Hà hà to. Trời ơi. Ngon không? Nó ngọt. Ngọt à? Ngọt lắm. Nghe cái từ. Kiểu. Trời ơi. Ngọt thanh luôn ấy. Ngọt à? Ai, ui xồi méo hết cả mồm. Ngon chưa đấy. Thôi chuẩn bị vào ăn đi. Thôi mời mọi người nha. Mời mọi người nha. Cái này là dứa Triềng Khoang, Quỳnh Nhai, Sơn La mọi người ơi. Ơ vào ăn đi em. Vào đây ngồi ăn luôn. Đó là Kiên Nguyễn này mọi người. Hôm nay đưa thằng em nó đi giải ngố chợ phiên. Kiên Nguyễn luôn. Chào mọi người nhá. Ăn đi em. Nào, ăn rồi đánh giá thử xem dứa quê hương mình nó ra làm sao. Cái này dứa nhập ở giấy. Cắn miếng to luôn. Có phải dứa xuôi về không? Trên đường nào á? Chưa có chồng à? Anh cũng chưa có vợ này. Em ơi ra đây ăn dứa đi. Hình như ăn vào nó đau bụng hay sao ấy. Đây. Bảo em cho Clocid luôn. Cho Clocid ăn cho đau bụng xem nào. Thôi mình cũng thèm nữa rồi, bây giờ mình ăn mình không quay nữa nhé mọi người nhé. À dạ vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây thôi. Mình đã đi hết một cái dãy chợ rồi. Hôm nay đi chợ hơi muộn xíu mọi người ạ. Nếu mà đi sớm hơn tầm nửa tiếng nữa thì tuyệt vời quá. Mọi người mua hết hàng về rồi. Đây, mình đi tranh mãi thì mới được cái một cân lạc để mang về ăn. Không tí nữa là chậm hơn một tí nữa là sẽ không được rồi đấy. Thì chợ ở đây thì rất là nhiều những cái mặt hàng nông sản cũng như thủy sản thuộc đặc sản của phía vùng núi mọi người nhé. Đây là nó là đặc sản của vùng quê sông núi Sơn La. Và bây giờ mình xin kết thúc video đấy thôi. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video lần sau nhé. Bye bye.